cái mít này nó bự dữ lắm mà mình để cái tay lên 11 kg mít chưa chín không rồi ờ cái mít đủ thái rồi 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 kiến thôi mà ổng thay rửa kiến thôi cái vụ này nó thái mà mình ăn mít từ cơm đi để cho bình đồng ơi lát nữa để ôi uống nước vậy đó hả mít nặng dữ ăn ăn mít ăn đầu mất cầu ăn đất anh Hải. Anh Hải quên kia anh ngồi hả? Anh Hải hồi ngồi hướng kia quay lại đi anh Hải. Chưa trẻ lòi hộp. Mất chưa trẻ lòi hộp. Quay qua hướng đó lòi hộp chết luôn. Rồi mất cái là đi vô. Chưa trẻ hộp mà lòi hộp ăn đi. Các bạn đúng không mày? Mày không cho ăn thôi mày cứ kêu vợ đi vô cho hoài mày. Không cho ăn mày nói vậy. Ờ mất ngon dễ sợ chưa? Chắc cái bao rồi. Lấy em tèm. Trời ơi. Ăn được chưa? Được chút không? Thử con miếng nè. Thôi chút phải bắt hồi về cho vợ mình miếng này được. Thôi hả? Thôi. Bắt hồi rồi. Thôi, bắt hồi. Bắt hồi cái mắt hả? Nãy cái giống rồi. Em thử miếng thôi được kìa. Miếng hương quá à. Ở thấy cần quá. Thấy hương thiệt à. Thì là cái màu nó vậy chứ đâu phải nó cái màu á. Ừ ha. Chứ nó đẩy lại tái này. Ngon ha. Ờ nó đã. Để có ăn chưa đã. Không, anh lấy vỏ nha. Cái gì vậy? Cái dê ăn hả? Nó vậy. Hả? Đó là cái trường hợp nào còn sướng là ngon là cái trường hợp nào em không có nói đúng gì hết ta ăn là phải ngon chứ ăn là phải ngon chứ không có đã ấy là tái mít nó đã mít cũng gọi là đã nó ví dụ người ta nói tái mít ngon là chưa ăn đâu biết ngon quá thì nhìn thấy ngon sao vậy thì nó đã còn mát đúng không cái hồi nó ăn mít sướng ghê rồi ăn mít sướng ghê thì sướng cái bạn lấy cái giấy về lưng rồi Khánh. Dạ. Giấy về lưng rồi. Đó. Ủa nãy anh thấy có một cái bịch ấy đâu ta? Dơ rồi. Mới đúng à. Cái bịch dơ tao bỏ vô mà. Bỏ để ngoài bao hồi túm bao luôn. Ở đây chút nữa rồi chẻ ra cái nữa rồi chùi. Ngon quá anh Hải. Mít này của ai à? Của anh Bình. Bình tích đó hả? Bình tôm đây hỏi Bình tích. Không phải là ở nó ở đâu á. Chắc nhà tàu này nó đi ngang nó thấy nó gần quá. Hỏi mít này đâu mình? Thôi mới đi ăn tạm á. Mít này chắc đi ăn tạm quá. Này đi ăn tạm, anh tạm đâu mà được vậy chỉ đi ăn tạm. Tối nay dẫn em nhà anh dẫn em đi. Dế đại cái đó chị sẽ dế. Nó thâu chú mi bị hú rồi. Rồi ăn hết lớp. Rồi vô vô vô. Dế tạm. Dế thấy người cũng mi. Rồi ăn đây. Lấy cái miếng dế gà chùi nó dính. Tôi nói em nghe. Nè ăn mít từ cơm. Rồi anh Hải, nó để cái nón anh dưới đít vậy nè. Rồi ai để gì có để đâu. Mày ngồi cũng coi. Mày cuốn tiền á. Có ngồi mà cuốn. Mày cuốn tiền nó ngồi nhậm gì không biết nữa. Chỗ này nè. Không bút á. Rồi cho chú nữa nè. Mình phải tụ hợp lại. Ta ăn mít tao phải lận gì tướng xong nè. Rồi đồng tao mới chùi. Ăn mít phải ngày nè. Nó có sụp. Tao lọc qua cái hộp. Rồi một mít lại cho tôi nha. Chi vậy? Người lấy hộp, người lấy vỏ, còn sắp có sơ có ai lấy không? Không. Sơn Hải với cái vỏ của anh Hải phải không? Ê, bạn, bà không có vô nấu này được. Này tại mít này nó dậy chứ đâu có mềm nữa. Mít này nấu ngon. Ăn đặc tủn tủn luôn. Mưa hừ. Đứng ra mình ngồi mà nắng ăn cũng ngon quá chứ. Hai nãy con để cho ngắm chứ con à ha. Ngon. Chi vậy? Đau không? Bị bệnh này mới mình này đừng có nấu cái này nấu là nấu cơm lửa nó lùi đó quát quát để mà ăn thầy trời ơi đó mà đó mà thứ hai mày chồng mà vô mà ngủ quá tầm mền đó hôm nay anh tốt với em ha tấp mền với em ha anh Quẹo ăn mít thấy sao anh Quẹo thấy cũng ngon thấy cũng chứ không phải bình thường hả hai miếng lá bay chùa mũi vậy anh Hải thì nãy giờ chảy mít thấy sao anh Hải chị ngủ cho anh Hải chảy mít thấy sao chảy mít mệt quá nhiều nhảm lắm sao mày không ai chuẩn chùi cho kỹ cho chú ăn con ngon cái tiền đây nãy rồi con đây đứng chung sái cho đợi đứa thằng méo cho dê ăn đợi đứng dục nha Quang ăn mít thấy xanh rồi quá tuyệt vời quá ngon tâm nhận mít này ngon thiệt có cái món bự mà nó cơm gì cui luôn á tầng đó trên tầng chưa bảy nữa chín
Giờ anh 7 hả anh Tùng? 29. Cái gì? 29. Nhị cũ hả? 2 là gì? Nhị là 2, 9 là cũ. 29. Ôi cá tép nè, đã chưa? Một xô luôn, đã thiệt á. Ra có một cũ, muốn chết này nó chín cũ hả? Cái đó nó không bán hay không? Dạ chủ yếu là vợ bán món cả. Rồi, bán mất thôi. Bán tại sợ mất món này. Không phải, tại vợ ổng sợ ổng bán tầm bậy bạ. Ờ, bán sợ không đúng ký. Nói chung là không khó khăn, chứ không phải là giờ. Đúng rồi, ví dụ chẳng hạn như bán cho người ta nhiêu cũng được. Không, mình mua còn nhiều hơn ba mà. Trời ơi, nhiều khi mua mắc hơn mừng cân á. Chứ không đỡ cái đó là nhóc luôn á. Mình nhóc hơi lứt cái đó. Tại sao không phải? Không thể mình mua mắc hơn, không phải. Xà cho, xà cho chứ không phải. Cho lắm. Từ ngày mà mình che cái máy này lên thì đỡ nắng lắm. Nắng mấy tí từ ngày. Từ ngày. Đúng rồi. Mắt nó coi cái màu gì mà con ngai không? Có hài không? Dạ ha. Cái máy cái sơ rồi. Hỏi đâu á? Mình là mình hỏi rồi, hỏi kiếm gì vậy? Mà lên cái hàng vô đường người ta mà hỏi rồi. Đi hả? Mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn mít. Hai cái này nó dính lại. Mở nó ra bằng nè các bạn. Cái hộp của con quẹo phải không? Ừ, hộp bỏ trong nè. Đó. Vui lắm. Ăn mít này nha. Này anh. Ừ, anh có rồi, cũng còn ăn em xong. Cái ông nãy ông mới hôm qua ông bắt được mấy con cua bự đó. Cua hả? Nó trơn ngọt ghê nè. Có bộ ăn gì cũng không Tân? Anh nó biết quên, tháng quên nên đồ ăn theo. Gấp quá. Mấy anh em mình mới vừa về tới nhà rồi. Vậy cô Biển làm gì ăn hả? Không kẹo. Cô Biển hả? Ừ. Bầm cho gà ăn. Còn cá kèo? Kèo bầm cho vịt. Rồi anh ăn gì? Ăn thịt gà thịt vịt hả? Thì mình có gì nè. Cái vỏ. Má đầu rồi lại ăn. Mần sao má? Bầm nó. Giờ về nhà hàng sao? Vậy chứ về đâu? Sau khi mà mấy anh em mình đi về xong rồi á thì mình về nhà tắm rửa gội đầu thay đồ rồi chạy lên tới nhà của anh Quẹo thì thấy anh Quẹo ngồi ăn cua biển ngon lành luôn. Anh Quẹo mới bằng cá xong á. Ừ. Cua biển có thịt không? Nè. Mà thịt có thịt không? Lên đây nè, lên đây nè. Nhớ anh Hải khi các bạn có bạn không? Bạn các bạn. Ôi học sinh vẫn gần gần luôn kìa anh Quẹo. Y như quýnh lộn vậy. Y như cái tổ ong vậy. Hồi nhỏ anh đi học cũng vậy vậy. Anh ăn chứ anh không biết cái nào là gạch nữa. Vậy anh ăn cái tấm đen cái đen. Cua biển. Bà bảo quá. Anh Hải. Chị Linh đâu rồi? Cá. Thôi cá hả? Ừ. Điểm xuống coi chị Linh cái coi. Vừa em con nha. Đây là cá kèo hồi nãy giờ anh Quẹo mần cho chị Linh kho nè. Chị Linh ớp mắm muối đường. Rồi cái bỏ hành tím, hành lá vô. Mình thấy ngon lắm luôn. Đây là cá bóng dừa. Ngon quá chừng luôn. Hả? Xíu nữa chị ra. Thịt không nè? Chắc không, chắc không? Chắc. Coi cái càng có bao lớn hay coi cái càng của con này có bao lớn, bao nhiêu thịt đây nè? Tiền cũng có đá dầm không tiền? No. Hả? No. Có
dầm hả? Ừ, cua biển gì mà ngon hả anh Hải? Nếu mà có cái dầm ăn dúm cua. Anh Hải ăn đi anh Hải. Cua chắc ghê. Cua chắc hả? Nhỏ mà chắc ha. Ủa Hoàng đâu? Chưa ra. Anh chưa ra hả? Chưa. Tên thủ con lẹ lẹ đem ra. Tên thủ nó chưa ra, chưa nhiều chút. Ừ. Chị Linh đang bán cho mấy đứa nhỏ. Chế rồi, lỡ chế rồi. Lấy màu xanh. Tụi con đi học á hả? Dạ. Mua nước uống nè, cho chơi mua nước uống. Sugar hả con? Ừ, con tôm tách, con tôm tách này nó cũng lột đó nè. Ui, nó cũng gạch kìa. Nè. Con này có gạch nè. Không có. Trời ơi, tiền không mà nước ngọt mình mà về bắt đồ biển không có mắc cửa hả hai? Bắt tôm tích và rồi bắt cua biển nữa. Nhà tới giờ là ở bến Tre quê của mình đó là không có chuyện này. Bến Tre mà khúc Mỏ Cày chứ Thành Phố có nè. Ừ. Mình thôi, Ba Tri và Thành Phố có. Ngon quá à. Thịt nó không có hả? Ăn thấy ngon quá, mình ăn ít nó ngon. Không có nhiều, mình ăn ít nó ngon không được. Nãy là con tôm tách, giờ mình ăn con cua thử coi. Để cho nó ra làm sao mà mấy anh khen chắc không? Chị lên ăn miếng, ăn. Ăn thử thấy ngon. Cái gì? Cái tạng cô nữa. Rồi xe xích quanh kia anh. Ồ, chắc kìa. Đi. Đi. Chị Linh. Chắc ghê ha. Ừ. Nạp lù à. Ừ, ngẫu hả? Cái ngoe gì ăn được hết luôn. Hàng chi ngoài chợ người ta bán cua nhỏ quá chừng. Ừ. Cua nó tràn vô. Ta đâu đái đồ dính. Con học hả? Quẹo nữa anh quẹo. Hả? Đi ra. Nó tù lắm chứ hả? Ừ, để em ăn cho anh về. Để em ăn cho anh nói vậy thôi, để em ăn cho. Ngon quá. Ngon. Con gạch không ạ? Nè, không nào cũng có gạch á. Tuy là nó không có bự thôi nhưng mà nó rất là chắc. Mà nó lại ngon nữa. Hồi nào tới giờ nhỏ lớn giờ em mới biết vụ này luôn. Nắng quẹo con ra được nhiêu ký cái kèo, được nhiêu cái kèo không? Được nhiêu ký nè. Hả? Nhiều mà. Kìa vợ anh ớt kìa. Vợ anh ớt kìa. Anh thử con cua này, thử coi ngon không? Thịt không à? Không à. Thịt có. Ờ, có. Ăn thử, ngon quá à. Nó nhỏ, nó không bự nhưng mà công nhận nó chắc dễ sợ luôn á. Kỳ ta. Giờ chị Linh kho đây. Nãy giờ ướp rồi hả chị Linh? Ôi ôi ôi, Đạt kìa. Lấy gọi cho cô Khánh kìa. Giờ này thì ông đổi giờ này đàn. Ta sáng rồi con học hỏi gọi đèn rồi, con tới lúc tối thì ông lấy đèn mà. Rồi. Cá này nãy giờ kho rồi, giờ nó kẹo kẹo lại rồi. Đã tiêu rồi. Chuẩn bị để tiêu vô nữa là xăm. Nhưng mà anh thư giãn. Thơm anh quá. Thơm quá đi. Thơm quá đi. Rồi được rồi, nhiều quá cay nè. Cay đúng cay anh, cay. Ủa cay chú. Cay luôn. Rồi cái bụng. Ủa anh quẹo anh mặn cái bụng nó gì vậy? Vậy. Mặn cái bụng rồi. Ừ. Rút cái ruột cái miếng hả? Ừ. Đáng lẽ là không mần luôn á. Ừ. Bắt kèo cái bụng rồi quay. Mần bụng rồi. Khóa lấu này nãy Đạt cho. Mày hả? Ừ. Ai làm vậy? Mấy bà dì vậy? Con này... Nhà làm.
này thành quả của mình cực khổ như chó từ hồi tươi sáng tới giờ. Đâu hồi nãy anh đang nắng ở cái mặt nhà anh nhớ tôi vậy hả? Da trắng nó như vậy á. Có cái này nó đang lên giống đó chứ không? Sao mà ăn nè. Thì đây. Nó đang lên giống. Ăn, ăn cơm mà lại hú chắc là ăn hết rồi á anh Hải ơi. Anh Quẹo ơi, anh Quẹo, em hỏi anh Quẹo này nè. Phải hai muỗng mới được. Sao mà anh nặng cái kèo á, anh lại mổ cái bụng á, anh bỏ rồi anh Quẹo. Cứ không ăn gì. Cá kèo người ta nhờ cái kèo chủ mà. Yếu là người ta ăn kíp kíp. Cá kèo xong mà có kíp đâu mà anh sợ. Hồi nãy không thấy cái nào nó đang phùng lầu thấy gớm hả? Sao? Tại cái mặt nó nội. Để giật mặt. Không phải. Đang phùng thấy gớm. Ấy là đâu có cá kèo ta để bụng nội. Cá kèo xong nè, tới giờ cái rũ có sạch mà. Cá kèo đâu. Cá kèo nuôi bây giờ. Ăn cơm chị. Chị Linh ăn, ăn miếng cơm luôn chị Linh ơi. Ngày ăn 6 lần luôn mà, lo gì? Cơm à? Được. Ăn lượng chén mà ăn bao nhiêu lần vậy? Uh-huh. Ăn đi, ăn tới đi. Đây tôi cho. À. Với con ngoài nói kìa, ăn không có gì được. Rồi đó, rất dễ cho con rồi đó. Cứ ngồi anh đứng. Con lại ăn cơm nè con. Lại ăn cơm. Cái này ai làm không? Con mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với cái món đặc sản cá kèo ở miền Tây sông nước. Mà đặc biệt là nước mặn mới có, còn nước ngọt là không bao giờ có hết. Nãy giờ mấy anh em đi bắt rất là cực khổ. Ủa hay nói gì vậy? Hình như hay nói lộn rồi. Hay nói gì vậy? Nãy em nói gì nước mặn có mà nước ngọt không có. Nước mặn có, nó có cá kèo nước ngọt không có đâu. Có kỳ vậy? Cái con này thì mấy anh em rất là cực khổ. Không có kèo mà nó lúc nọ. Mình ăn, mình gấp một con cá kèo á thì mình phải ăn hết một chiếc cơm. Chị Linh này là chị Linh kho. Tại vì tụi nó đi bắn cái kèo không có thấy bộ. Thấy gì? Sao? Tụi nó đi bắn cái kèo em. Nói cái kèo nó ngọt. Có chứ. Ánh sáng đâu đạt? Có mà lâu lâu mới hiếm. Đạt có hai ngày. Có bông sao không mà. Thấy không? Nước ngọt có bông sao không không? Cô chưa tắm hay tụi? Thôi thiệt. Cái bụng ăn không được phải rồi. Hả? Cát không rồi. Cát hả? Ý tụi mình gọi á. Vậy hả? Ừ. Cát không rồi. Nó ngọt ra. Đây là cát không? Lên đây, đây nó có gì năng hay gì ta? Không, nếu vậy mình chắc mình phải gọng nó chừng. Không. Mới ngoài mắt lo nó tụi bay lên đây không có gì ăn đâu, bây giờ dưới vậy. Tụi lên nè. Chị Linh kho đồ ăn ngon. Ngon gì lên này. Đó, cái bằng cá hồi lòi á. Em ăn con cá bóng sao khác con cá hồi lòi à. Chắc cái bụng cá không à. Không. Hả? Cái gì con? Cá không phải là cá kèo. Tiền ơi tiền. Cá kèo cũng có giải vậy anh Quẹo. Có chứ. Có mà, cái giải nhuyễn như à. Giải nhuyễn như à. Cá tê với cá ta là không có giải. Ngư lương là không có giải. Ăn cơm con, quên hả? Ăn cơm
Ủa, hôm nay bữa nay mình ngồi đây mình ăn mình còn thiếu ai của anh ta? Anh Hoàng. Hoàng ở điện thoại anh ngủ. Anh Hoàng đâu rồi anh Hải? Đi ngủ. Đi ngủ hả? Ừ. Mệt rồi hả? Còn anh lớp thì về nhà của anh lớp rồi, từ đây xuống nhà anh lớp xa lắm. Mình chạy qua đó, thì không lúc đi á, vòng qua đó mẹ không biết, ủa vòng qua đó khi nào thì không vòng vòng lại, đang nói gì vòng rước á, anh mà họ lên không thấy, anh về chính mà. Không thấy luôn, mà họ nhận ra có người lạ. Nhưng mà ngủ à? Không ngủ ổn. Ừ. Cá kèo là. Ừ. Ổn quá, chạy rồi. Sao vậy? Mình ăn vô thì mình thấy là thịt nó dẻ lắm. Có điều là cái bụng nó thì không có bị thịt cho nên là anh quẹo ảnh mổ bụng rồi ảnh bỏ bụng hết trơn rồi. Đúng ha. Cái này nè. Con này gì vậy? Nó cũng sao thịt như vậy khác thôi. Không ăn cái sao rồi. Ai có tính cái hồng cái mà sao anh thấy mấy cái kẹo nhớ mấy cái kẹo màu đen mà sao mấy cái kẹo này giống tươi ta? Cái kẹo xong. Cái kẹo xong, cái kẹo cuộn. Tổ kia cái kẹo nuôi. Cuộn nó đen hả? Cái kẹo xong nó tắm. Cái đó thì biết cái dầu nó cong quẹo làm sao hộp người rửa được. Ngon quá. Khó rửa giờ. Chỉ có một nước mặn mình mới có như vậy. Rồi. Rồi ơi. Rồi ơi. Nào tới giờ đâu có đâu không? Cậu đi chuyện đi bán thôi. Nào giờ không có xuồng, không có ghe đi. Nên không biết. Ừ. Nghĩ là cái kẹo dưới biển lên nè. Ôi nhỏ quá, mỏng quá, mình bán không được. Thôi, ba Đạt để đem đi. Có hộp sò không, tôi mượn cho họ coi. Có tính không ạ? Clip của anh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà, cô chú, anh chị thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Thánh Ngang. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thiệt là vui vẻ. Nếu đến đây có điều kia sao chót.